Cô Năm Vlog thân mến chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Năm quay cái video này để giao lưu cùng với các bạn nha. Cái video này thì cô Năm quay những cái sứ kiển của cô Năm nó bị kẹt ở trong vùng phong tỏa nè. Bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập, không biết cái thời hạn nào mà dỡ phong tỏa, cho nên là không có dám để cho nó ra hoa. Cô Năm đã xịt thuốc để cho nó đừng có trổ bông nè các bạn. Sứ này của cô Năm là sứ ghép nha các bạn. Ở dưới cái củ nó là cái sứ thường, nhưng mà ở trên là ghép đủ thứ loại sứ, đủ thứ màu trơn. Màu trắng có nè, màu hồng trắng có nè, màu bọc đô có nè, màu vàng, màu hồng nhạt cũng có nữa. Nhưng mà ở đây bị gì chưa có dám cho nó ra bông. Cái này là thời kỳ này mà nếu không có dịch đó là mình cho ra bông là mình sức được rồi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ đương trong thời điểm này thì mình không có sức được, cho nên mình mới xịt thuốc cho nó sựng lại, cho nó đừng có trổ bông. Rồi sau này khi dỡ phong tỏa thì mình tính tới. Mời các bạn xem qua sứ ghép của mình ha. Chưa có trổ bông thiệt, nhưng những cái củ nó nhìn đã lắm các bạn ơi. Bây giờ thì nơi nào cũng vậy thôi, cho nên mình phải chấp nhận. Mấy cái này thì nó mới vừa phát triển à nha các bạn. Mấy cái cây sứ này nó mới vừa phát triển à. Còn cái hồi nãy mình quay thì đã bán được rồi đó, nhưng mà giờ không bán được. Không, phải riêng về nhà của cô Năm nha. Mà nguyên cái khu vực này đều bị kẹt ở trong khu phong tỏa rồi. Ba cái kiển đồ này kia không có bán được, không có sức được. Mình đành chịu thôi. Chứ bây giờ ở đâu cũng vậy. Mình đương chống dịch mà. Cho nên thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Miễn mình còn khỏe mạnh là được, phải không các bạn? Bây giờ là nhu cầu là có sức khỏe là được. Còn có chuyện gì nữa thì sau mình tính tới. Bây giờ thì cứ ở yên trong nhà là đã là một công dân tốt rồi. Đúng không các bạn? Nó sứ của cô Năm đó, thấy không? Bây giờ nó nhóc ở trơn à. Củ nào củ nấy chà ba lửa luôn đó, mà bây giờ chưa có làm gì được ở trơn, không dám rải phân luôn đó, đó các bạn. Nhìn đã lắm các bạn ơi, nhìn cái củ nào củ nấy bành cây. Hồi năm trước dịch á, năm ngoái cỡ Tết rồi cô Năm bán được cả 100.000, có khi cô Năm bán được 120, 130 một chậu nữa đó. Mà bây giờ thì nó gần đây thì thấy nó rớt giá, còn có 70, 80.000. Video đến đây là hết rồi. Cô Năm xin mến chúc tất cả các bạn luôn an lành, mạnh khỏe. Và hạnh phúc nhé. Bây giờ cô Năm xin mến chào tất cả các bạn. Mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ cô Năm Vlog. Cô Năm Vlog rất chân thành cảm ơn các bạn nha.